Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của bão số 1, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 11, giật cấp 13 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,3 đến 0,5 mét. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng cao do bão vào chiều ngày 18 tháng 7. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mét, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to, với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một điều cần lưu ý là nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Ngoài các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các khu vực xa hơn như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái cũng có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, ông Hưởng lưu ý. Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão Talim là các tỉnh Đông Bắc, trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng chịu tác động mạnh nhất, sau đó là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang. Các khu vực khác của miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim với mưa lớn và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại các khu đô thị, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên. Bão Talim hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, vào chiều 14 tháng 7 tiếp tục mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão có diễn biến cường độ rất phức tạp, có thời điểm bão tăng 3 cấp một ngày. Hôm qua 17 tháng 7 là thời điểm bão Talim đạt cường độ mạnh nhất, trở thành cơn bão rất mạnh trên Biển Đông năm nay với sức gió cấp 12 giật cấp 15. Tuy nhiên, dự báo bão Talim giảm cấp rất nhanh trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta trong chiều nay. Liên quan đến việc ứng phó bão số 1, vào tối 17 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đào Kim Sơn đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động di dời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại. Có phương án dọn dẹp vệ sinh trường, lớp, phòng ngừa dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, đồng thời giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Lên phương án bảo quản bài thi và các hồ sơ, tài liệu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, bảo đảm an toàn cho cán bộ làm công tác thi ở địa phương, hướng dẫn công tác tra cứu điểm thi cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Nội dung công văn nêu rõ, cần liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo theo địa chỉ. Vụ cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người liên hệ, ông Trần Gia Khánh, chuyên viên Cục Cơ sở Vật chất, điện thoại 0917
71-710-440 để tổng hợp báo cáo chính phủ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông bắc của Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tương đương 89-117 km/h, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng có gió mạnh cấp 7 giật cấp 10, Cửa Ông có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô Quảng Ninh có gió giật cấp 7. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10-11 giật cấp 13-14, biển động dữ dội. Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Đề phòng mưa lớn với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng cao do bão từ 0,5 đến 0,8 mét. Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại các khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường vào chiều 18 tháng 7. Để ứng phó với cơn bão số 1, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Trực thuộc Bộ Y tế, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ triển khai công tác y tế ứng phó với bão số 1. Trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành hàng không về ứng phó với bão dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối 18 tháng 7. Căn cứ từ các dự báo thời tiết, Cục Hàng không tạm dừng tiếp nhận máy bay đi đến các sân bay khu vực phía Bắc trong ngày 18 tháng 7. Cụ thể, sân bay Nội Bài tạm đóng cửa từ 11 giờ đến 20 giờ. Sân bay Cát Bi và Vân Đồn tạm đóng cửa từ 9 giờ đến 19 giờ. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị liên quan điều chỉnh lịch bay đi đến các sân bay trên do ảnh hưởng của bão, đẩy lịch bay sớm hơn hoặc lùi giờ bay sau bão. Các hãng và sân bay trên cũng được yêu cầu di chuyển máy bay đang neo đậu tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi, đi các sân bay khác không bị ảnh hưởng của bão, neo đậu máy bay du lịch đảm bảo an toàn. Cảng vụ hàng không miền Bắc được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 1 của Trung tâm Khí tượng Hàng không để chủ động điều chỉnh thời gian đóng, mở, khai thác tại các sân bay bị ảnh hưởng bão. Về kế hoạch, tạm đóng cửa sân bay phía Bắc kể trên, trong đó có sân bay lớn thứ hai cả nước là Nội Bài. Dự kiến ngày 18 tháng 7 sẽ có rất nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế buộc phải đổi lịch bay sớm hơn hoặc lùi lịch bay, thậm chí hủy chuyến. Tin từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng bão số 1, trong ngày 18 tháng 7, hãng hủy 4 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, hủy 2 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hải Phòng do ảnh hưởng của bão số 1. Từ chiều ngày 17 tháng 7, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cấm các phương tiện ra khơi và kêu gọi các tàu đánh bắt cá xa bờ, tàu tham quan du lịch về nơi tránh trú. Đến chiều tối cùng ngày, hơn 6.000 tàu đánh bắt cá xa bờ, gần bờ đã neo đậu tại các bến cá, vùng kín gió trong tỉnh. Một số tàu đang hoạt động đã và đang về neo đậu tại các khu tránh trú, vùng kín gió trên địa bàn tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn, Hải Phòng. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản đã nắm thông tin về cơn bão để chủ động gia cố và bắt đầu tổ chức đưa người lên bờ. Chính quyền các địa phương kêu gọi người dân lên bờ, bố trí các điểm sinh hoạt tạm cho những người không có nơi ở.
trong đó ưu tiên đưa phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước. Riêng ở thành phố Móng Cái, chính quyền đã rà soát và có phương án phòng chống di dân đối với 576 nhà yếu, gồm 2.131 nhân khẩu, thông báo nghiêm cấm các phương tiện thủy ra khơi, khai thác thủy hải sản trên địa bàn. Tại Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố đã sẵn sàng các phương án phòng chống bão số 1. Gần 1.920 phương tiện với 6.019 lao động, 156 lồng bè với 342 lao động đã được di chuyển vào khu neo đậu tránh trú bão. Phà Bến Gót, Cái Viện ra đảo Cát Bà, huyện Cát Hải cũng đã tạm dừng hoạt động từ 18 giờ ngày hôm qua. Lệnh cấm biển, đóng cửa các bến thủy nội địa, các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải, Phù Long được áp dụng từ 21 giờ cùng ngày. Đáng chú ý, huyện Thủy Nguyên có hơn 300 trường hợp sinh sống ngoài đê và tại các chân núi, đất có nguy cơ sạt lở. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 7, hơn 8.000 người dân tại các khu vực xung yếu của thành phố Hải Phòng được sơ tán đến nơi an toàn. Triển khai công tác phòng chống bão số 1 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho 1.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ ứng trực. 60 ô tô tàu xuồng cũng được kiểm tra máy móc, nhiên liệu để thường trực chống bão. Theo kế hoạch hiệp đồng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 với hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và gần 100 phương tiện xe đặc chủng sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu, nhất là các địa phương có biển và tàu thuyền trên vịnh Hạ Long. Từ ngày 16 tháng 7, biên phòng đã bắn pháo hiệu tại hai điểm là đảo Cô Tô và cảng Vạn Gia, thành phố Móng Cái. Tối 17 tháng 7, lực lượng biên phòng tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền còn ngoài khơi về bờ tránh bão. Tại khu vực cảng Đường Hoa, huyện Hải Hà đã có hơn 700 tàu thuyền của ngư dân Quảng Ninh và một số tỉnh về neo đậu an toàn. Ông Lê Trọng Quý, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá huyện Hải Hà cho biết, tại khu vực này có 3 âu tàu và 2 bến phụ. Các tàu về neo đậu tránh bão được kết bè theo từng lớp, mỗi tàu chỉ có một người trực và khi bão đổ bộ tất cả phải lên bờ. Ông Hồ Đức Quang, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà cho biết, lực lượng phòng chống thiên tai của huyện đã bố trí ứng trực 24/24, bám sát địa bàn đến từng phương tiện, từng hộ nuôi trồng thủy sản để đảm bảo trước khi bão vào kiểm soát được toàn bộ. Còn tại thành phố Móng Cái, do nhiều năm qua không có cơn bão lớn nên chính quyền tăng cường kiểm tra, lưu ý người dân không chủ quan. Tính đến 15 giờ chiều 17 tháng 7, tất cả người dân trên các lồng bè đã lên bờ. Thành phố Hạ Long là nơi có nhiều điểm tránh trú bão lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Cũng vì vậy, công tác neo đậu, chằng buộc tàu thuyền đón bão được kiểm tra kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh cho biết lúc sáng đã cho lực lượng đi kiểm tra trực tiếp 9 điểm neo đậu ở vùng lõi Vịnh Hạ Long và ven bờ. Hơn 600 phương tiện đã được thông tin để về nơi tránh trú bão an toàn. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 9. Ngày 18 tháng 7, thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông. Cảnh báo từ sau 24 đến 48 tiếng tiếp theo, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nối với cơn bão số 1 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong ngày 18 tháng 7, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm thành phố Phú Quốc, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cảnh cáo tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!